bật mí ba cách chị nấm bằng lá tía tô cực kỳ hiệu quả tại nhà. Lá tía tô không chỉ là một loại gia vị, lá tía tô còn là một vị thuốc trong dân gian. Tía tô còn có khả năng trị nấm rất tốt, được các chị em phụ nữ hay sử dụng. Vậy trị nấm bằng lá tía tô như thế nào? Có mang lại hiệu quả không? Trị nấm bằng lá tía tô được thực hiện như thế nào? Trị nấm bằng lá tía tô vốn là một bí quyết trị nấm của phụ nữ Nhật Bản. Bằng lá tía tô, họ có thể đánh bật được các vết nám trên da, lấy lại làn da trắng sáng. Cách trị nấm bằng lá tía tô, dạng sắc uống. Bước 1. Lá tía tô, số lượng không giới hạn, hoặc không bạn có thể mua sẵn lá khô tại các cửa hàng bán thuốc lá Bắc. Bước 2. Thực hiện sử dụng lá tía tô phơi khô, rửa sạch cho vào bình hãm như hãm trà và uống nước hàng ngày. Hoặc bạn có thể cho vào nồi nước đun sôi lên để nguội và uống thay nước. Nước trà tía tô có vị thơm rất dễ chịu nên rất dễ uống, nên áp dụng trong thời gian lâu dài để đạt được hiệu quả như mong muốn. Đắp mặt nạ lá tía tô để trị nám. Cách này thực hiện rất dễ dàng, bạn chỉ cần lấy một nắm lá tía tô, đem rửa thật sạch, tốt nhất là bạn nên ngâm qua nước muối loãng khoảng 5 phút. Sau đó bạn cho lá tía tô vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn, bạn chắt lấy nước, cốt lá tía tô. Sau khi rửa mặt thật sạch, bạn bôi nước lá tía tô lên mặt, đồng thời massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da, làm mạch máu dưới da được lưu thông. Khoảng 20 đến 30 phút khi bạn thấy da mặt khô, bạn rửa lại bằng nước ấm. Trị nám bằng uống trà tía tô. Tía tô có thể được sử dụng để uống như các loại trà bình thường. Uống trà tía tô sẽ giúp cơ thể đào thải được các chất độc, giúp da ngăn ngừa lão hóa, đánh bật các nám da, cải thiện làn da khô một cách đáng kể. Cách làm, bạn đem lá tía tô phơi thật khô rồi đựng trong túi ni lông để sử dụng dần. Mỗi lần bạn lấy một nắm lá tía tô nhỏ cho vào hãm với nước thật sôi để uống. Uống liên tục trong một thời gian, bạn sẽ thấy những vết nám mờ đi đáng kể. Trị nám bằng lá tía tô mang lại hiệu quả trong những trường hợp nào? Trị nám bằng lá tía tô tuy đơn giản nhưng chỉ mang lại hiệu quả trong những trường hợp bị nám nhẹ. Và thời gian để mang lại hiệu quả thường rất lâu, bạn phải kiên trì một thời gian dài. Để rút ngắn thời gian trị nám tận gốc, bạn có thể áp dụng cách bôi kem trị nám. Như vậy, trị nám bằng lá tía tô chỉ sử dụng trong trường hợp bạn bị nhẹ, còn nếu bạn bị nám nặng như nám sâu thì bạn nên chọn biện pháp bôi kem chuyên trị nám. Phương pháp trị nám da mặt bằng tự nhiên có ưu điểm chi phí nguyên liệu thấp. Mọi người đều dễ dàng thực hiện, nhưng bạn cần hiểu rằng chúng không thể là giải pháp tối ưu trong điều trị nám và đòi hỏi bạn phải thực hiện mỗi ngày trong một thời gian dài và phụ thuộc vào tình trạng nám của mỗi người mới có hiệu quả nhất định. Đặc biệt, quá trình lựa chọn nguyên liệu và chế biến phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ phản tác dụng. Phải đảm bảo nguyên liệu và mọi dụng cụ chế biến phải tuyệt đối sạch sẽ. Sau khi đắp xong cũng phải rửa mặt thật kỹ, nếu không các nguyên liệu còn sót lại dưới da sẽ phản ứng với ánh nắng mặt trời, sẽ làm tình trạng da của bạn càng trầm trọng hơn. Vì vậy, nếu bạn đang cần tìm kiếm một cách trị nám sau sinh hiệu quả nhất, nhanh nhất thì không nên lựa chọn phương pháp này. Bạn bị nám, tàn nhang, mụn thâm lâu ngày không khỏi, bỏ qua rất nhiều chi phí để làm đẹp, đi spa mà chưa thấy hiệu quả. Sản phẩm đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da hoàng cung giúp chị em có làn da trắng hồng rạng rỡ, đánh bay nám mảng, nám đốm, nám chân sâu, nám hỗn hợp trong vòng 2 đến 3 tuần với chi phí siêu tiết kiệm. Có rất nhiều bộ sản phẩm để chị em lựa chọn, bộ hồng dành cho da khô, da nhạy cảm, bộ cam dành cho da nhờn. Trong mỗi bộ còn được tặng một kèm test thử. Với sự hòa quyện tinh tế từ kim trùng thảo, bột ngọc trai, bạch chỉ, ngọc trúc, bột trân châu, chất làm trắng hiệu quả VC, tinh dầu cây lô hội, chiết xuất từ tảo biển, vitamin E, nho đỏ, sáp ong và collagen. Bộ trị nám tàn nhang 5-1 đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da cho chị em có làn da trắng khỏe, mịn màng và sáng bóng. Bộ sản phẩm đã chiếm được phần lớn niềm tin yêu của phụ nữ châu Á. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên thích hợp với mọi loại da, chị em hoàn toàn có thể tin tưởng và yên tâm khi sử dụng bộ sản phẩm Hoàng Cung với rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Bộ sản phẩm hiện đang được bán tại 176/13 Âu Cơ, Pleiku, Gia Lai, số điện thoại 0165944739. Bộ sản phẩm đặc trị nám tàn nhang dưỡng trắng da Hoàng Cung, bộ sản phẩm tốt cho da mặt.